giờ tôi đã đến. Lậu về, khuấy lên cái nào. Lậu về. Chứ không về đâu. Má tối này về. Dạ thôi dạ. Hàng gì? Thế thì mình có cái tai nghe cancellation hả? Không sao. Phía anh cánh tay này dàn rộng lắm. Má ba đứa này im im ngồi ăn ngủ á, ngồi gặp cái nồi nữa chứ. Đêm đầu tiên Kevin ở trên đây. Giờ đang chơi trò rót nước tràn ly. Rồi. Mày lấy nhau kiểu gì mày? Dạ nó hòn. Rót cho đàng hoàng. Còn chiến binh, còn bao nhiêu chiến binh năm nay á. Rót cho cho qua đây. Rót. Trời. Kệ đi. Ngày đó. Chơi không được. Kệ nó. Rót cho đàng hoàng. Cá đá, cá đá. Đù má ghê. Rồi. Má thằng chó. Xóa. Mà không sao, tao vẫn ok. Nghe rồi, học nghe rồi. Bà Ngọc quá. Bà Ngọc kêu lên đâu. Còn lâu lắm, còn lâu lắm. Tao vẫn ok. Tao vẫn ok nha. Tao vẫn ok nha. Coi nè, coi nè. Chàng Ly. Đừng có rớt nhiều quá nha Chí. Thôi ta đừng sống nữa Chí. Đủ mà nè. Má nè. Đúng rồi, đứa nào uống chung nha. Chồng đó. Giọt sao nổi. Tay bóp hoài quen quá nhiều giọt chứ. Cái này cái này anh rút. Đúng quá, dân chơi hát thiệt. Sorry, gì? Sorry. Đang chơi hát thiệt. Sorry. Để em giúp cho. Thôi không giúp. Giúp thì nếu em thua thì chịu ăn uống.
thua ổn gì. Thằng giúp ly người bị dùng ly nửa ly. Ly nữa. Ly nữa. Tôi giúp. Nếu mà thua là hai người uống. Thua mà uống double shot. No, hai người uống. Thua. Tên em double shot. No, đúng rồi, hai người uống ai biểu mày giúp. Thua là mày một ly, bà nửa ly. Ủa cái tội mà phụ. Ừ. Không, em mà nói thua thì chỉ uống một ly, em nói một ly. No, đúng rồi. Mày đâu được giao đâu, mày giúp mà. Bên này giao mà. Mày đâu được giao. Bây giờ là mày mà chàng á. Anh Quốc, đúng không? Đúng không? No, mày đâu được giao. Bị sao? Giao kêu. Rồi, giao kêu. Không, không. Đúng. No, giao lọc luôn. Tao rót mà. Không, đàng hoàng. Sao đàng hoàng lớn rồi. Đã đây ra. Đó. Cái gì? Căn gì uống nè, chuẩn bị ly rưỡi nè chứ ăn gì. Đó đâu đâu đó nè chảy nè chảy nữa lên ly uống giờ uống cây hả cu bị chọn đầu tiên ai rút cây ngắn nhất dài đủ cái gì double shot dài về chọn mà chọn giờ chơi game rút cây rồi đụng ha rút cây kế tiếp rồi đây còn phần nhau không ai nhìn thấy được cái điều gì đâu không ai biết được ba người đó cũng có người ai uống rồi cho ai thấy mày, rồi thấy cái gì, ê, chọn cái nào thấy cái nào cho rút chứ học đâu ba là trước không tới, coi được tới tôi thì phải rút tôi rồi trò tới tôi chỉ mà đâu bà em dạ. Em tới bà đến em rút sao bây giờ muốn gì thì rút đại đi rút đại đi cây ngắn là bà uống. Đúng rồi. Cây dài là không sao. Chắc chưa? Cây ngắn là uống, cây dài là uống. Cái sao bị uống? Tại vì cần nữa. Mặc cho mọi người đem kho đi. Ăn xong rồi xét thêm một cần nữa. Anh em thêm cần nữa cái like trên 300. Ok. Dùng lưỡi hai là bệnh đó. Mặc kệ đang kho đi. Từng mới rồi lắc xấu lại chứ. Ừ, nãy giờ mình không được lên đầu, mình lên đầu đi. Từ cho cái hình đó. Với bảo. Trời. Nhìn sao nó. Em phải cắt thịt ra chân, phải là cục xương chứ. Heo quá mày, mày đặt nó nhiều. Móc cho hai bà cùng kế nhau đi. Ừ. Another birthday, another steak. Wow, quá trời sót luôn. Quá đã vậy. Rồi, em chuẩn bị. Lobster. Lobster. Yeah. Make a wish. Thank you.
wish do you have? Thank you, everyone. Anh lên đẩy cái xuống cái này đẹp không? Anh đâu bà bá tê kê, ố đẹp anh. À, chưa gỡ. Thank you.